Chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh lớp 8. Hôm nay trong buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau học Unit 1. My friends. Với cái chủ đề đầu tiên trong bài đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là My Friends, bạn bè của tôi. Và như trong các unit thì chúng ta đã học thì bao giờ các bạn chú ý là cô cũng tập trung cho các bạn vào hai phần. Phần đầu tiên của chúng ta thì đó sẽ là phần từ vựng, vocabulary. Tiếp theo cô có giới thiệu với các bạn một số các mẫu câu, các cấu trúc mà chúng ta sẽ gặp ở trong bài. Và phần tiếp theo nữa đó là các điểm, các vấn đề về ngữ pháp trọng tâm của bài này. Vậy chúng ta đi vào phần đầu tiên. Chúng ta có phần từ vựng vocabulary. Vậy thì trong cái phần từ vựng này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn tất cả những cái từ mới mà chúng ta sẽ gặp trong toàn bộ Unit 1 của chúng ta. Chúng ta có từ mới số 1. Chúng ta có từ đó là affect. Affect. Và loại từ ở đây thì đây là một động từ và nghĩa của nó là ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Với mỗi một từ vựng thì cô có thể giúp các bạn đặt câu, đặt một ví dụ với từ vựng đó để các bạn có thể hiểu thêm về cái khi chúng ta dùng cái từ này ở trong câu. Vậy cô có một ví dụ đó là our friends affect us a lot. Vậy thì các bạn chú ý, đây là một động từ, chúng ta có our friends ở đây là chủ ngữ và sau chủ ngữ chúng ta dùng động từ affect và us ở đây chính là tân ngữ chúng tôi, chúng ta. Bạn bè của chúng ta thì có ảnh hưởng lên chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có từ vựng số 2. Đó là từ annoy. Và ở đây loại từ annoy ở đây cũng chính là một động từ. Và nghĩa của annoy chính là làm bực mình. Làm bực mình. Chúng ta lấy ví dụ. Ví dụ của chúng ta đó chính là it annoys me when people forget. When people forget to say thank you. To say thank you. Vậy thì ở đây các bạn nhìn vào đầu câu, chúng ta có chủ ngữ là it thì động từ annoy ở đây cô phải thêm s bởi vì đây là it là ngôi thứ ba số it. Cái điều làm cho tôi bực mình đó là khi mọi người quên nói từ cảm ơn. Từ vựng số 3 của chúng ta các bạn sẽ gặp ở trong bài đó là từ bore. Và bore ở đây, đây là một tính từ và nghĩa của chúng ta đó là bị hói, không có đầu không có tóc, bị hói. Từ vựng số 4, chúng ta có từ blonde. Đây chúng ta đang dùng tính từ miêu tả về tóc của chúng ta. Chúng ta có blonde đó chính là vàng hoe và chúng ta chỉ dùng cho tóc. Chúng ta chỉ dùng cho tóc. Tóc vàng hoe thì chúng ta sẽ dùng từ blonde. Từ vựng số 5. Chúng ta có từ character. Character ở đây là một danh từ và nghĩa của từ character này chính là tính cách. Hoặc là chúng ta có thể dùng đó là dịch đó là tính nết. Character. Cô lấy ví dụ đó là she has a strong character. Cô ta có một cái tính cách rất là mạnh mẽ. Từ vựng số 6, chúng ta có một từ tiếp tục miêu tả về tóc, đó là curly. Curly ở đây đó là tính từ và nghĩa của chúng ta đó là
Xoăn, tóc xoăn, dùng cho tóc, curly, tóc xoăn. Số 7, chúng ta có từ fair. Đây cũng là một tính từ. Và chúng ta sẽ dùng để miêu tả về làn da của ai đó thì chúng ta có đây là chính là da trắng. Da trắng. Fair. Số 8. Chúng ta có từ humorous. Humorous ở đây cũng chính là tính từ. Và nghĩa của nó đó chính là hài hước. Dùng để miêu tả về tính cách của ai đó. Ai đó có tính cách hài hước. Tiếp theo chúng ta có từ vựng số 9 của chúng ta. Từ vựng số 9 chúng ta có từ orphanage. Orphanage ở đây, orphanage đó chính là một danh từ. Và nghĩa của nó đó chính là trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi, nơi mà các bạn thường là không có bố mẹ và thường được sống ở trong một cái khu này và được nuôi dưỡng bởi nhà nước hoặc là một tổ chức nào đó thì chúng ta gọi đây chính là trại trẻ mồ côi. Ok, từ số 10 chúng ta có từ outgoing. Outgoing, đây cũng là một tính từ dùng để miêu tả tính cách. Đó chính là cởi mở, thân thiện. Cởi mở, thân thiện. Tiếp theo, chúng ta có từ vựng số 11 của chúng ta. Chúng ta có từ pleasure. Và ở đây đó chính là danh từ. Nghĩa của pleasure đó chính là điều thú vị. Điều thú vị, pleasure. Từ số 12, một từ chúng ta cũng dùng để miêu tả tính cách của chúng ta đó là reserve. Reserve, đây là tính từ. Và nghĩa của tính từ này dùng để miêu tả những bạn rất là ít giao tiếp với mọi người, rất là kín đáo hoặc là dè dặt. Từ số 13, chúng ta có từ sociable. Sociable, đây cũng là tính từ. Và nghĩa của chúng ta nó gần giống như từ outgoing. Nghĩa của nó là hòa đồng. Hòa đồng. Từ vựng số 14, chúng ta có từ volunteer. Volunteer. Và ở đây nó có thể vừa là danh từ nhưng cũng có thể là vừa là động từ. Nếu là danh từ thì nó sẽ là tình nguyện viên. Người làm tình nguyện, đúng không ạ? Tình nguyện viên. Hoặc là tình nguyện làm gì đó. Nếu nó là động từ thì nó nghĩa là tình nguyện làm gì. Từ số 15, cô có từ một danh tính từ nữa dùng để miêu tả cho tóc. Đó là chúng ta có straight. Ở đây nó là tính từ và nó chính là thẳng. Và cũng dùng để miêu tả về bộ phận đó chính là tóc. Ví dụ chúng ta có straight hair, đó chính là tóc thẳng. Từ vựng số 16, chúng ta có từ silly. Cũng là tính từ. Và nghĩa của nó là ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Ngốc nghếch hoặc là ngớ ngẩn. Vậy thì cô vừa hướng dẫn các bạn, vừa giới thiệu với các bạn chúng ta có khoảng tầm 16 từ mới ở trong cái Unit 1 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2, cô sẽ hướng dẫn các bạn một số các cấu trúc, một số các mẫu câu mà chúng ta sẽ gặp trong bài này.